chào bà con. Thì cái clip này mình quay bà con về cái hiện trạng mà cái bờ bút á nó bị già rồi mưa xuống á, nhất là mùa mưa nó bị thối nhũng á, như trên tay mình cầm cho bà con xem á. Thì cái hiện tượng này á, hầu như bà con chúng ta mà nông dân á, ai mà trồng bờ bút á đều rất là thắc mắc cái hiện tượng này và muốn biết được cái nguyên nhân vì sao á, mà trái bơ nó nứt và nó thối. Thì cái clip này mình quay thực tế cho bà con xem về một cái vườn của anh Xuân ở cư Mường Nga. Thì vườn này của anh á, anh trồng có năm sào thôi. Thì anh cũng có nhờ bên đội kỹ thuật của trái cây theo mùa lắc đến hỗ trợ cho anh về cái vấn đề mà cái bờ bút á nó bị rụng và nứt và thối dưới trái, thối lên, là một số trái nó bị đốm dầu. Thì thứ nhất á, là mình quay cho bà con xem về những cái bơ á đang già lớn mà thối rụng á trên tay mình cầm á để các bà con xem, là mình sẽ nói hết những cái phương pháp và cái biện pháp khắc phục hiện tại mà cái bơ chúng ta bị như thế này. Thì hầu như bơ bút bà con nông dân ở Tây Nguyên Đắk Lắk chúng ta cái hiện trạng mà rụng như này rất là nhiều, thực chất là rất là nhiều luôn, nhưng mà bà con vẫn chưa có được cái phương pháp mà phòng và chữa bị cho cái bệnh này như thế nào. Thì clip này mình quay từng trái cho bà con xem, những cái trái mà bị bọ xít cái chích và những cái mà nó rụng á. Thì vườn bơ này anh Xuân anh trồng cũng rất là nhiều, gốc của anh qua theo tư vấn và hỏi anh trồng về cái bơ này thì anh nói anh trồng được gần 9 năm rồi, chung mà gốc tàn cây cũng rất là lớn và đều đẹp đó. Như cái này mình quay con xem, nó thối trên nứt trên cây luôn, nó bị nấm khuẩn á, mình quay rõ cho bà con xem quá. Thì thứ nhất á, mình giải thích á là cái nguyên nhân chính mà để gây cho cái hiện tượng này, đầu tiên á, là bị bọ xít nó chích từ nhỏ rồi đó. Thì khi mà chích á thì nó lây khuẩn như nấm á, nó xâm nhập vào trong trái bơ, và điều kiện thuận lợi nhất á, là khi mà mưa á thì nó sẽ phát triển nhanh, bắt đầu là nước xâm nhập vào đó, bắt đầu gây hiện tượng là thối, thối từ dưới thối lên và làm cho trái bơ chúng ta nứt và rụng. Và những cái trái mình quay cho con xem đây nè, toàn là bị bọ xít nó chích đen hết á, nó chích đen hết và thối. Thì ở những cái phương pháp này mình khuyên bà con, khi mà trái nhỏ thì bà con phun thuốc vào, phun canxi bo, mangan, kẽm, magie rồi đó, nói chung là bóng trái đẹp trái. Thì bên mình cũng có tư vấn cái thuốc cho anh Xuân để phun, đó là hai cái sản phẩm Nhật chuyên bóng trái đẹp trái. Đó là cái nguyên nhân chính á, là do bọ xít nó chích từ nhỏ, và cái thứ hai nữa là bị nấm, và cái thứ ba nữa là bà con không có phun cái lượng canxi bo vào cái bơ của mình để cho nó dày vỏ hơn thì bọ xít nó không chích được. Thì bọ xít nó chích thì nói chung là nó chích từ nhỏ tới đến giai đoạn mà chúng ta trái lớn bằng quả trứng gà nó vẫn còn chích, và khi nào chúng ta trái nó hình thành cái lụ đen ở trong á thì bắt đầu nó mới hết chích. Khi thành lụa đen thì cái vỏ bơ bút chúng ta nó rất là dày nên nó không chích được. Thì qua đó là mình nói về cái nguyên nhân và cách khắc phục. Thì việc đầu tiên bây giờ là khi để cho bà con khắc phục những lứa sau nha, những để rút kinh nghiệm qua cái năm tới mình trồng á, là mình phải phun cái thuốc trừ sâu định kỳ 5 đến 7 ngày để phòng trừ cái con bọ xít nó không bị chích thúc và nó chích từ nhỏ cho trái bơ chúng ta, nó gây ra những hiện tượng mà nổ xì trái đó. Là bà con phun từ nhỏ luôn, có nghĩa là khi bắt đầu ra trái nhỏ, lứa bông á, ra những cái trái nhỏ chúng ta phun định kỳ. Thì chúng ta phải luân phiên, có thể là phun thuốc sâu hóa học cũng được, hoặc là nói chung là nhúng màng. Hiện tại thì mình cũng nói thẳng bà con biết á, là cái nhúng màng hầu như là bọ xít nó chỉ xua đuổi được tức thời thôi, lúc đó thôi, nó không chia sẻ, không xua đuổi được 4 đến 5 ngày, mà chúng ta xua đuổi được tức thời thì nó đi đi rồi nửa đêm nó có thể quay lại. Thì bà con muốn kiểm tra và kiểm nghiệm được cái con bọ xít nó có không á, là 7 đến 8 giờ tối á, bà con cầm pin ra rọi ở trên những cái đọt non của cây bơ á, thấy nó chích thúc không, nó ban đêm nó bay rất là nhiều, nếu có bọ xít á hạt quả trĩ rồi nó bay rất là nhiều, nó chích vào ban đêm. Đó là cái về mình nói về cái côn trùng chích thúc. Và cái thứ hai nữa là cái chặn đọt là cái quan trọng nhất, bà con chúng ta không có quan tâm và để ý cái đó, nhưng mình chỉ chia sẻ là cái chặn đọt, thuốc chặn đọt, bà con chặn cái đọt lại, không cho đọt non nó phát triển á. Như đang quay tất cả cây đều đọt non phát triển rất là mạnh nè. Đến hiện tại cái vườn của anh Xuân đây nó rất là rụng, vẫn rụng một số trái do nó phát đọt non. Thì mình cũng cho tiến hành cho anh phun thuốc chặn đọt để hiện tượng mà chống bị rụng trái đồng loạt. Thì theo như mình chia sẻ bà con á, là với kinh nghiệm của mình là cái cây bơ bút chúng ta nó rụng trái theo hai giai đoạn sinh lý khi phát đọt non. Đó là cái thời kỳ thứ nhất là sau khi ra bông và ở hình thành trái non, nó sẽ phát một đợt đọt non, đó là chu kỳ thứ nhất. Và cái chu kỳ thứ hai đó là ở những trái mà bắt đầu sắp chuyển già, nghĩa là trong cái mùa mưa á, mùa mưa vào tháng 7 tháng 8 dương lịch á,
hàng năm á, gọi là mưa dầm á, đó là chu kỳ ở đất Tây Nguyên đó chúng ta. Thì cái đợt này nó sẽ phát một đợt chu kỳ mới, đó là đợt thứ hai để cho nó đâm chồi thêm những cái nhánh bánh tẻ của nó ra. Thì ở cái lứa này bà con cũng nên chặn nọc cho mình để cho dinh dưỡng nó nuôi hoàn toàn vào trái. Qua đợt cái lứa này bắt đầu là tiến hành bơ của chúng ta nó già, là lúc đó chúng ta phun những thuốc bóng trái đẹp trái và dưỡng trái sinh học thì cái bơ búp chúng ta sẽ được giữ lâu hơn. Đó là mình chia sẻ. Thì cái vườn bơ này hồi nãy giờ mình quay và con xem á, toàn bộ là những trái bị bọ xịt chích, hầu như là được 73 đó, là 70% là bị kết thúc và chỉ còn được 30% trái còn lại là không bị là đẹp. Thì mình vẫn đưa ra phương án cho anh Xuân á, là thứ nhất là phun thuốc để chặn đọt, và cái thứ hai là giữ những trái mà nó chưa bị rụng hay bị nứt á, là kìm hãm lại nó không bị giữ nứt ra để cho trái chúng ta được bán. Nói chung là bơ búp chúng ta mà trái nó nổ nhưng bên ruột nó không hư á, thì chúng ta vẫn bán được. Nói chung ăn rất là ngon, không bán vẫn bán được. Còn những trái chưa chưa bị nổ là chúng ta phun thuốc vào trái nó sẽ bóng và đẹp hơn. Thì đây là mình chia sẻ bà con á. Cái clip này mình quay rất là dài, mình sẽ nói hết về những cái phương pháp để bà con khắc phục cái hiện trạng bơ búp này. Đó là cái việc phòng côn trùng kết thúc đó nha, nó bò xít. Và cái thứ hai là cái chặn đọt mình cũng nói rồi. Cái thứ ba đó là cái phun canxi bo rồi đó, đó là tùy vào canxi bo. Bà con chúng ta mua một số canxi bo nó không không chất lượng đó, thì phun nó sẽ không hiệu quả. Như vừa có Xuân chia sẻ phun rất nhiều thuốc rồi nó cũng không hiệu quả, trái vẫn rụng hơn nhiều. Thì vườn này trái cũng rất là nhiều nên anh muốn giữ lại những cái trái này để bán, thì mình cũng chia sẻ cho anh là những cái thuốc đó để anh phun. Thì theo như chặn đọt á, mình cho anh Xuân phun á, là 5 ngày một lần. Khi nào chúng ta cảm nhận được cái đọt nó không phát nữa thì chúng ta giãn ra 7 đến 10 ngày một lần. Thì chúng ta phun khi nào mà khoảng 4 đến 5 lần á, chúng ta thấy cái đọt nó không phát và trái nó không rụng nữa thì chúng ta tiến hành phun cái canxi bo bóng trái đẹp trái để giữ cái trái chúng ta được lâu hơn và bóng hơn và không bị nổ. Khi mà trái lớn thì mình khẳng định với bà con lúc này bọ xít nó không chích được nữa, vỏ rất cứng thì không chích được nữa. Còn những trái nãy giờ mình cầm mình xoay cho bà con xem là nó chích từ nhỏ rồi, nhưng mà chúng ta không khắc phục từ nhỏ thì bắt đầu là những cái vết đó nấm khuẩn rồi bắt đầu nó lây lan dần ra mà có những cái sẹo đó thì làm cho cái bơ chúng ta nổ. Thì hầu như ở những clip trước mà mình cũng quay cho bà con xem về cái phương pháp mà xử lý rụng trái trên bơ búp, và bà con cũng nắm được những cái yêu cầu về xử lý rụng. Thì bà con chế độ bón phân mình khuyên có nghĩa là trong giai đoạn mà ra bông á và đậu trái non thì bà con ngưng bón phân cho mình. Đó là chia sẻ kinh nghiệm của mình. Không bón phân là chúng ta phải chặn lại cái đọt non, mình nhắc lại là chặn đọt non để cho cái trái chúng ta lớn. Khi mà trái chúng ta lớn á, to bằng quả trứng ngỗng hoặc trứng vịt á, thì chúng ta có thể bón gốc đầy đủ hết, dinh dưỡng hết. Lúc này thì trái sẽ không rụng nữa. Nếu rụng chỉ rụng sinh lý một hai trái thôi chứ không rụng đồng loạt như mà cái thời gian đầu một số vườn mình quay và con xem á, rụng đồng loạt. Thì sau khi giai đoạn lớn lên á thì nó sẽ xảy ra chu kỳ thứ hai như mình nói ở lúc đầu rụng trái, lúc đó mình phun thêm một lượt chặn đọt nữa và phun bóng trái đẹp trái. Thì qua giai đoạn chu kỳ thứ hai nữa, bắt đầu chúng ta chỉ phun một loại canxi bo và loại kẽm. Kẽm chúng ta giúp cho giữ trái nó lâu rụng hơn, và mình khuyên á, là bà con nên phun những dòng thuốc sinh học thì nó sẽ được lâu hơn. Thì như sản phẩm mình giới thiệu á, thì mình bán cho anh Xuân á, để xử lý cái hiện trạng này, đó là cái Isojibin và cái Nobita. Đó là hai sản phẩm Nhật mà chúng ta phiên dịch ra cái là tiếng Anh. Thì hai sản phẩm này á thì bà con cứ mua dùng rất là hiệu quả, rất là cao. Thì mình cũng chia sẻ cho bà con xem. Thì nói tóm lại mình sẽ quay hết toàn bộ chi tiết cho bà con xem về cái vườn của anh Xuân ở cư Mường Nga, Đắk Lắk. Thì vườn này cũng chung là rất là đẹp và anh cũng chăm sóc rất là kỹ về chế độ bón phân chuồng và gốc cây và xử lý một số gốc nó bị bệnh thối thân. Thì anh cũng đã xử lý cái Rhizomyn và Aerifort, anh tiến hành xịt vào thân thì cũng có hiện tượng nó là đứng và hiệu quả. Thì qua clip này á, mình cũng khuyên bà con á, là đối với cái bơ búp á, thì chúng ta nên chăm sóc vào từ lúc đầu. Thì nói chung lại là mình khuyên bà con á, với cái bơ búp á, thì chúng ta nên làm từ đầu đi, đừng để mà khi nó chích thúc hết rồi, trái chúng ta nổ hết rồi chúng ta làm á, thì cái khả năng phục hồi nó sẽ chậm, nó không được nhanh và nó cũng không được phục hồi hoàn hảo. Vì trái đã nổ đã sẹo chúng ta phục hồi nó rất là khó, hầu như là không được. Chúng ta chỉ giữ lại những trái mà chưa bị thôi. Thì qua clip này mình cũng quay cho bà con xem và tham khảo về cái quy trình mà xử lý cái hiện trạng mà trái bơ nó bị xì và nứt á. Thì qua clip này bà con cũng vui lòng đăng ký kênh. Thì bà con nào có hiện trạng mà nó chưa bị á thì có thể liên lạc số điện thoại dưới, mình sẽ tư vấn cho một số loại thuốc và cách phòng trị riêng. Thì qua clip này mình quay vườn nên mình chỉ nói sơ và cho bà con xem và tham khảo
về cái clip, ai có nhu cầu hoặc là có vào rơi vào hiện trạng này á thì bà con cứ phun cái thuốc từ sâu. Và cái thứ hai nữa là chặn đọt và phun cái kẽm và cái canxi bo đẹp trái bóng trái thì chúng ta giữ được cái hiện trạng này. Nếu vườn nào bị nấm thì chúng ta có thể phun thuốc nấm kèm vào đó. Thuốc nấm thì chúng ta phun từ 17 đến 10 ngày một lần thì nó sẽ hiệu quả và không bị phát tán. Thì một lần nữa bà con vui lòng đăng ký kênh để mình quay những video tiếp theo cho bà con xem. Thì cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi clip này.